nào đâu ạ? Bởi vì tôi muốn giới thiệu cho bà con thấy một sản phẩm đã giúp một vị khách hàng của chúng tôi tiết kiệm được rất rất nhiều thời gian trong khâu chuẩn bị thức ăn trong chăn nuôi. Và còn hơn thế nữa, chi phí chi tiêu của thức ăn trong trang trại cô ấy đã giảm đi một mức đáng kể, nhưng chất lượng thì thu hoạch lại rất là cao. Sản phẩm này giúp cô ấy tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn trong nhà. Tất cả những việc cô ấy làm chỉ là đi gom chúng về rồi băm nhỏ, trộn với một chút thức ăn công nghiệp và cho vật nuôi ăn. Xin giới thiệu tới bà con, đây là sản phẩm giúp trang trại của cô ấy ngày càng tuyệt vời hơn. Máy băm chuối thương hiệu Takeo TK3000. Chiếc máy này có cấu tạo cực kỳ đơn giản. Máy được thiết kế hình hộp chữ nhật với miệng nạp nguyên liệu hình phễu ở phía trên. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy chúng ta có thùng máy, motor kèm CP chống giật của máy. Ngoài ra, đặc biệt hơn thì máy này được thiết kế thêm tay cầm và hệ thống bánh xe giúp cho người sử dụng dễ dàng di chuyển trong quá trình làm việc. Với cấu trúc như thế này, bà con vẫn đảm bảo được độ vững chắc trong quá trình làm việc. Thưa bà con, máy băm chuối Takeo TK có động cơ 3kW, hoàn toàn có thể sử dụng điện 3 pha hoặc điện gia đình bình thường. Nó thể hiện tính đa năng trong việc sử dụng các nguồn điện trong sinh hoạt và công nghiệp khác nhau. Với công suất này, bà con có thể băm nhuyễn các loại cây chuối có đường kính tới 20cm và công suất trong 1 giờ làm việc. Máy có thể băm được 2 tấn chuối nhẹ nhàng. Quay dọn cái hậu trường. Sẽ được